Chào các em nha. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tuần số 22, phiếu bài tập môn toán lớp 3. Và trong cái tuần này thì chúng ta sẽ cùng nhau ôn luyện hình tròn, tâm, đường kính, bán kính của hình tròn, nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số. Đó chính là những cái nội dung mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong cái tuần số 22 này. Được chưa? Và nếu em nào mà chưa nắm được những cái nội dung này thì các em có thể dừng video lại, các em lấy cuốn tập hay là cuốn vở ghi nhớ của chúng mình ra, các em xem lại những nội dung liên quan tới hình tròn và nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số để chúng ta cùng luyện tập. Được chưa? Và bây giờ thì không linh tinh và luyên thuyên nữa, chúng ta sẽ cùng nhau vào bài thôi. Chu. Đấy, bài của chúng ta này thì yêu cầu mình nè, xem cái lịch của năm nay. Đó, lịch của năm nay nghe các em. Rồi viết vào chỗ chấm. Đó. Vậy thì bây giờ chúng ta phải xem cái lịch năm nay tại thời điểm này của chúng ta là năm bao nhiêu? Năm 2020. Đúng không? Đấy. Vậy thì bây giờ các em phải lấy cái lịch ra mới được nha. Đó, vậy thì thầy sẽ sử dụng cái lịch ở trên điện thoại của thầy luôn. Đó, không biết là các em đã có cái lịch chưa? Đó. Bởi vì sao? Bởi vì họ yêu cầu mình là xem cái lịch. Được chưa? Đấy, thì lịch của thầy đây trên cái điện thoại thôi. Rất là của bắp chiên xu thôi, không có gì hết. Không có ý là khoe điện thoại hay gì nha. Yêu cầu này, xem này. Ngày 8 tháng 3 là thứ mấy? Vậy thì lịch của ông ta ở đây là ngày 8 tháng 3. Đúng không? Đó. Đây, thầy sẽ phải tìm vào lịch tháng này. Đây đang ngày tháng 1 này. Đó, thầy quay hôm nay nhé. Đấy, vậy thì chúng ta sẽ tìm ngày 8 tháng 3 này. Kéo xuống. 8 tháng 3. Đây, ngày 8 tháng 3. Đây, ta xem cái ngày 8 tháng 3 đây là ngày mấy này. Như vậy nó là ngày mấy đây các em? Ngày thứ gì? Ngày 8 này. Ngày thứ gì? Thứ 7 nhá. Được chưa? Đấy, vậy thì mùng 8 tháng 3 là ngày thứ 7 này. Đó, các em viết vào. Đấy, tùy theo có thể cái video này sẽ đến năm sau, có thể là năm 2021 thì các em khác lại xem. Đó, thì chúng ta lại dựa vào đó để chúng ta làm nha. Rồi, tiếp theo nè. Ngày 30 tháng 4. Đó, bây giờ chúng ta xong ngày 8 tháng 3 rồi, giờ đến 30 tháng 4 này. Chết rồi các em. Mùng 8 tháng 3 là ngày chủ nhật nhé. Đây. Không phải ngày thứ 7 đâu. Là ngày chủ nhật nhá. Là ngày chủ nhật chứ không phải ngày thứ 7 nhá. Đó, chưa gì mới đầu tiên đã sai thế này rồi. Được chưa? Rồi. 30 tháng 4 này. Đây, tháng 4 này, ngày 30 là ngày thứ mấy em? Thứ 5. Được chưa? Đấy là ngày thứ 5. Chúng ta viết thứ 5. Rồi. Ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Vậy các em sẽ tìm đến ngày mùng 1 tháng 6 này. Đây, mùng 1 tháng 6 là ngày thứ mấy đây? Thứ 2. Được chưa? Đó. Rồi. Ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9 là thứ mấy? Chúng ta phải sang tới lịch tháng 9 này. Rồi. Quốc khánh mùng 2 tháng 9 này. Đấy, sẽ là ngày thứ gì? Thứ tư. Được chưa? Đó. Rồi. Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Chúng ta tìm đến ngày 20 tháng 11. Đây, 20 là ngày thứ mấy? Ngày thứ 6 nhá. Đó. Sẽ là ngày thứ 6 nè. Được chưa? Sinh nhật của em là ngày nào? Đó, vậy thì tùy theo các em. Các em là cái ngày sinh nhật của các em là ngày nào thì các em viết vào. Được chưa? Ví dụ thầy sẽ lấy bất kỳ nha. Sinh nhật là ngày 20 tháng 12 đó, năm 2020. Đó, ví dụ thầy lấy như vậy nha, thì thầy sẽ tìm đến ngày 20 này. 20 này. 20 tháng 12 này. Đó, ngày 20 là ngày chủ gì? Chủ nhật. Được chưa? Được chưa? Vậy thì thầy sẽ lấy là ngày 20
ghi vào đây nhé. 20 tháng 10, 12. Tùy theo ngày sinh của các em nha, hôm đó sẽ là ngày chủ gì? Ngày chủ nhật. Không có thứ chủ nhật nha, đó sẽ là ngày chủ nhật. Đó, được chưa? Xong nha. Đấy, như vậy chúng ta đã làm xong. Cái chỗ này cũng không có là thứ chủ nhật nha, hôm đó sẽ là chủ nhật. Chủ nhật chúng ta không gọi là thứ. Rồi, như vậy chúng ta đã xong bài số 1. Thì bài số 1 là yêu cầu các em phải có cái lịch của cái năm này. Tùy theo cái năm các em coi. Như năm hiện tại thầy đang dạy là năm 2020. Đó, có thể sau này các em xem các cái clip này nữa. Rồi, sang bài số 2 này. Đúng thì ghi chữ đ và sai thì ghi chữ s. Trong cái hình bên có này, câu A này, hình bên là hình này đúng không? Các bán kính. Các em biết là bán kính là một cái đường mà nối từ gì? Tâm đường tròn đến bất kỳ một cái điểm nào trên cái đường tròn này nè. Đó thì gọi là bán kính, được chưa? Và chúng ta thấy nè, OA này nối từ tâm đúng không? Rồi. O gì? OB có không? Có. OC có không? Có. OD. Vậy thì đây chính là gì? Các bán kính chúng ta ghi đúng. Rồi. Các bán kính câu B này, OA, OB, OC, OD. IC và ID, IC, ID này có là bán kính không các em? Không là bán kính, bởi vì sao? Y này không phải là tâm của cái đường tròn, được chưa? Đấy. Vậy thì câu này sẽ là gì? Là sai nhá. Đấy. Được chưa? Rồi. Các đường kính. Các em biết được đường kính. Đường kính là một cái đường thẳng đi qua tâm của đường tròn và nó phải cắt hay là tiếp xúc với hai cái điểm trên đường tròn. Đấy, vậy thì đường kính nè. Đường kính ở đây hỏi A, B, đúng chưa? Rồi đi qua tâm O đúng không? AM. AM có qua tâm không? Không qua tâm. Y nó phải là tâm của đường tròn đúng không? Nó phải đi qua O mới được. Vậy thì câu này sẽ là gì? Sai ngay, không cần xét đến CD. Rồi. Câu D này, đường kính là AB đúng rồi. CD có đường kính không? Có, nó đi qua gì? Đi qua điểm O. Vậy thì đây sẽ là câu đúng này. Vậy thì chúng ta sẽ có hai câu đúng và hai câu sai nhé. Đấy, đây là khái niệm về bán kính và đường kính. Rồi. Ta sang bài số 3 này. Vẽ hình tròn tâm Y bán kính 2 cm. À, vậy thì chúng ta phải chuẩn bị cái compa và cái thước nha. Thước mà phải có đo cm. Họ yêu cầu là gì? Bán kính 2 cm, tâm họ cho đây rồi. Đấy. Vậy thì chúng ta chỉ đo thôi. Lấy gốc hay là tâm của gì? Cái compa này. Đấy, chúng ta đặt cho đúng điểm 0, sau đó lấy gì? Đến 2 cm trên thước này. Đó. Và sau khi lấy xong rồi thì chúng ta không có dịch chuyển cái này, không bóp lại, không kéo ra nữa nha. Đó. Được chưa? Rồi, các em đặt này. Một đầu là tâm, là thẳng. Sau đó các em dựng cái compa lên, giữ cho chặt nha. Đó, sau đó chúng ta gì? Quay. Đó, cái này trong vở bài tập toán, sách toán cũng như là luyện toán thì thầy đã làm rất là nhiều, các em xem rồi đúng không? Đấy, chúng ta quay thôi. Và nếu nào chưa quay được, chúng ta có thể quay nguyên cả cái cuốn sách này. Đó, giữ nguyên chúng ta quay cũng được. Được chưa? Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ ghi đây thôi. Bán kính 2 cm. Đó, các em kéo ra. Các em có thể kẻ bất kỳ. Miễn làm sao là gì? Nó nối từ tâm này ra một điểm trên cái hình tròn này. Được chưa? Đó. Rồi. Vậy thì đây sẽ là 2 cm. Được chưa? Rồi, xong nhá. Đấy, bài số 3 rất là nhanh chóng đúng không? Ta đến bài số 4 này. Thì yêu cầu mình đặt tính rồi tính. Tức là chúng ta chỉ đặt phép tính thôi. Đây là nhân 4 chữ số cho 1 chữ số. Đúng không? Rồi, cái này các em có thể dừng video, các em thực hiện phép tính, sau đó so sánh kết quả thôi. 1, 5, 0, 4 nhân với 2. Đó, thầy sẽ kẻ luôn. Sẽ kẻ luôn 3 phép tính đi nhé. Đó, kẻ luôn 3 cái phép tính này đi. Tí nữa chúng ta khỏi được kẻ. Rồi, 4 x 2 là 8.
0 x 2 là 0, 5 x 2 là 10, viết 0 nhớ 1, được chưa? 2 x với 1 là 2, nhớ 1 là 3. Đấy, xong nhé. Tiếp tục phép tính thứ hai này. 2, 2, 1, 7 nhân với 4. 7 x 4 bằng 28, viết 8 nhớ, nhớ 2. 1 x 4 là 4, 4 nhớ 2 là 6, được chưa? 2 x 4 là 8, 2 x 4 là 8, được chưa? Đấy, xong nhá. Tiếp theo, 1, 0, 1, 6 nhân với 5, được chưa? 6 x 5 30, viết 0 nhớ, nhớ 3. 1 x 5 là 5, 5 nhớ 3 là 8. Rồi, 0 x 5 là 0 và 1 x 5 là 5. Đó, mấy con chó nhà hàng xóm nó cắn nhau, kệ nó nha. Rồi, tiếp theo. 2, 3, 8, 1 nhân với 3. Đấy, chỗ nhà thầy thì rất là ổn, lúc nào cũng vậy. Gần đường, gần trường học, nên là học sinh đi qua đi lại, rồi chỗ xây dựng công trường lúc nào cũng rất ồn ào. Đúng không? Nên là các video của thầy rất là vui vẻ bởi những tiếng ồn xung quanh. Rồi, 1 x 3 là 3. 8 x 3 24, viết 4 nhớ, nhớ 2. 3 x 3 là 9. 9 nhớ 2 11, viết 1 nhớ, nhớ 1. 2 x 3 là 6, 6 nhớ 1 là 7. Được chưa? Đấy, như vậy chúng ta đã thực hiện xong 4 phép tính và các em có thể so sánh kết quả của các em với lại kết quả của thầy, xem nếu mà có lệch thì các em kiểm tra lại nhé, xem mình có bị nhầm ở chỗ nào không nha. Rồi, chúng ta sang bài số 5 nào. Này, bài số 5 nhá. Lắp nhá. Rồi, yêu cầu mình nè, viết số thích hợp vào ô trống nè. Họ cho mình cậu A một cái bảng như này. Ở trường ta làm việc với cậu A trước đi. Rồi, số bị chia là hàng ngang thứ nhất, số chia hàng ngang thứ hai và thương là cái hàng ngang thứ ba. Đấy. Vậy thì ở đây có số bị chia, có số chia, chúng ta tìm thương. Những cái này chúng ta đã làm chưa nhỉ? Quá là nhiều rồi đúng không? Thương thì sẽ bằng số bị chia chia cho số gì? Số chia, đúng không? Đó, thầy nhắc lại công thức thôi nha. Trong này, trong cuốn tập hay vở ghi nhớ các em chắc chắn phải có rồi. Thương thì bằng số bị chia. Đó. Chia cho số gì? Chia cho số chia. Được chưa? Đấy. Bây giờ muốn tìm số bị chia này. Số bị chia này thì lại bằng thương nhân với số gì? Nhân với số chia. Được chưa? Đấy, vậy chúng ta đã thực hiện rồi nhá. Giờ chúng ta sẽ tiến hành nè. 8, 6, 4 nhân 4, tức là chúng ta muốn tìm thương này thì phải lấy số bị chia chia cho số gì? Chia cho số chia. Đúng không? 8, 6, 4, các em đặt phép tính chia cho 4 nè. 8 chia cho 4 được 2, 2 nhân 4 bằng 8. Hết. Đúng không? Hạ 6 là 6 chia cho 4 được 1. 1 x 4 bằng 4, 6 trừ 4 thì còn 2. Hạ mấy? Hạ 4. 24 chia cho 4 thì được 6. 6 x 4 24. Hết. Như vậy chúng ta sẽ được thương là 2, 1, 6. Đấy, các em điền vào đây thôi. 2, 1, 6. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tìm nè. Số bị chia thì áp dụng công thức bằng thương nhân với số gì? Số chia. Vậy thương ở đây họ đã cho này là 3, 0, 5, 2 nhân với giờ số chia, tức là nhân với gì? Nhân với 3. Đấy. 2 x 3 là 6. 5 x 3 15, viết 5 nhớ 1. 0 x 3 là 0, nhớ 1 là 1. Và 3 x 3 là 9. Vậy kết quả là 9.156. Được chưa? Đấy, ta viết vào nha. 9, 1, 5, 6. Được chưa? Rồi, tương tự như vậy, đây chúng ta sẽ thực hiện phép chia, phép nhân. 1,
3, 1, 0 nhân với 5. 0 x 5 bằng 0, 1 x 5 là 5. 3 x 5 15, viết 5 nhớ 1, 1 x 5 là 5 nhớ 1 là 6. Vậy sẽ là 6.550. Được chưa? Rồi, sang phép tiếp theo là 1401 nhân với 6. 1 x 6 là 6, 0 x 6 bằng 0. 4 x 6 24, viết 4 nhớ, nhớ 2. 1 x 6 là 6, 6 nhớ 2 là 8. Vậy thì số bị chia sẽ là 8406. Đấy, rất là đơn giản đúng không? Rồi, ta sang câu B nè. Số đã cho. Giờ họ cho mình nè. Số đã cho hàng ngang thứ nhất nè, gấp lên 7. Gấp lên 7 tức là chúng ta sẽ nhân với gì? 7. Thêm 7 đơn vị thì chúng ta sẽ cộng nó với gì? Với 7 thôi. Dễ như ăn tương đúng không? Rồi, vậy chúng ta sẽ thực hiện. Số đã cho đầu tiên nè. Giờ là 796 nè. Gấp lên 7 thì sẽ nhân với 7 nè. Được chưa? 6 x 7 42, viết 2 nhớ, nhớ 4 nè. 9 x 7 63, 63 nhớ 4 là 67, viết 7 nhớ, nhớ 6. Được chưa? 7 x 7 49, 49 nhớ 6 thì bằng bao nhiêu các em? 50 gì? 54. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ có kết quả là 54772. Được chưa? Rồi. 5472. Rồi bây giờ cũng số đã cho, rồi chúng ta thêm 7 đơn vị, tức là chúng ta sẽ lấy số đó cộng với gì? Cộng với 7 thôi. Rồi, cộng với 7 nha. 6713, viết 3 nhớ 1, 9 này nhớ 1 là 10, viết 0 nhớ 1, 7 này nhớ 1 là 8. Vậy thì thêm 7 đơn vị sẽ là 803. Được chưa? Xong nha. Rồi, tương tự như vậy thì đến số thứ 2, gấp lên 7. 1, 2, 3, 7 là nhân cho 7 nè. 7 x 7 49, viết 9 nhớ, nhớ 4 nè. 3 x 7 21, 21 nhớ 4 là 20. 25, viết 5 nhớ 2. 2 x 7 14, 14 nhớ 2 là 16. Viết 6 nhớ, nhớ 1. 1 x 7 là 1, nhớ 1 là 8. Vậy sẽ là 86559. Kem điền vào 8659. Được chưa? Bây giờ số này thêm 7 đơn vị, tức là sẽ là 1, 2, 3, 7. Giờ chúng ta thêm 7, tức là cộng thêm gì? 7 nè. 7 cộng 7 14, viết 4 nhớ 1, 3 nhớ 1 là 4. Được chưa? 2 hạ 2, 1 hạ 1, vậy sẽ là 1, 2, 4, 4, 4. Được chưa nào? Rồi, 1, 2, 4, 4. Đó, quá đơn giản đúng không? Rồi sang đây đi. Bây giờ tiếp theo là số này thêm 7 đơn vị. 1, 0, 9, 8. Thêm 7 tức là nhân cho 7 nè. 8, 7, 5, 6. Viết 6 nhớ, nhớ 5. 9 x 7, 63. 63 nhớ 5 là 69. Viết 9 nhớ gì? Nhớ 6. Được chưa? 0 x 7 là 0, nhớ 6 là 6, và 1 x 7 là 7. Vậy sẽ là 7, 6, 9, 9, 6 nha. Rồi, 7, 6, 9, 6. Rồi, bây giờ thêm 7 đơn vị. 1, 0, 9, 8. Giờ thêm 7 tức là cộng với 7 nè. 8 cộng 7, 15, viết 5 nhớ 1, 9 nhớ 1 là 10, viết 0 nhớ 1. 0 này nhớ 1 là 1, và 1 hạ 1 là 1.000. Bao nhiêu? 100.005. 1.100.005. Đấy, xong nha. Rồi, số cuối cùng thêm 7 đơn vị. À xin lỗi, gấp lên 7 lần.
59 nhân cho 7 nè. 9763 viết 3 nhớ 6. 5 nhân 7 35. 35 nhớ 6 là 41, viết 1 nhớ 4. 1 nhân 7 là 7, 7 nhớ 4 11, viết 1 nhớ 1. Được chưa? Và 1 nhân 7 là 7. Được chưa nào? Đấy, vậy kết quả sẽ là 7. Xem nào, 9, 7, 6, 3, 3 nhớ 6, 5, 7, 3, 5, 3, 5 nhớ 6, 3, 5 nhân 7, 35, 35 nhớ 6 là 41, viết 1 nhớ 4, 1 nhân 7, 7, rồi, nhớ 4, 11, viết 1 nhớ 1, 1 nhân 7 là 7, nhớ 4, 11, viết 1 nhớ 1, 7 nhân 1 là 7, nhớ 1 là 8 nha các em, vậy sẽ là 8, 1, 1, 3 nha, đấy, tí nữa thì quên đấy nha. 8 1 1 3. Rồi, là số này thêm 7 đơn vị, 1 1 5 9, kem cộng với 7 thôi. 9 7 16, viết 6 nhớ 1, 5 nhớ 1 là 6, 1 hạ 1, 1 hạ 1 sẽ là 1 1 6 6. Xong, được chưa? Đấy, tiếp theo chúng ta sẽ sang bài số 6 nè. Yêu cầu nối mỗi phép tính với kết quả của phép tính. Rồi, ở giữa là kết quả, ở trên và ở dưới đây là gì? Các cái phép tính. Vậy thì các em chỉ việc thực hiện thôi. Sau đó chúng ta dùng thước ta nối. 2000 nhân 2. Vậy thì đây là tính nhẩm thôi, chúng ta chỉ cần lấy 2 nhân 2 sẽ là 4. Vậy thì đây sẽ là 4 gì? 4000. Đâu 4000 đâu? Đây. Ngay đây đúng không? Ta nối sang. Rồi. 3000 nhân 2, vậy thì 3 nhân 2 sẽ là mấy? 6. Dễ thế nhỉ. 4000 nhân 2, vậy thì 4 nhân 2 sẽ là 8 gì? 8000. Có hết đây rồi, đúng không? 2000 nhân 3 sẽ là 6 gì? 6000. Đó, thầy sẽ không phân tích nhiều. Rồi. 3000 nhân 3 sẽ là 3 nhân 3 nhân 3 là 9000. Rồi. Rồi. 2000 nhân 4 tức là 2 nhân 4 sẽ là 8000. Dễ như ăn tường hết, đúng không? Xong nhá. Rồi chúng ta sang bài số 7 nè. Một cái cửa hàng có 2 thùng dầu. Đây. 2 thùng dầu. Mỗi thùng chứa 2 thùng. 2 cái thùng dầu như thế này đi. Đấy. Và mỗi một thùng thì chứa là 1450 lít, tức là một thùng này nè, nó chứa là 1450 lít này. Và 3 thùng. 3 cái thùng cũng là 3 thùng dầu. Đấy. Nhưng mà 3 thùng dầu này mỗi một thùng lại chứa là gì? 1350 lít. Vậy thì giờ người ta mới hỏi tổng cộng anh ta có bao nhiêu lít dầu. Đấy. Vậy thì nhìn cái sơ đồ thầy vẽ như này, các em hiểu chưa? Chúng ta chỉ cần tính như vậy thì 2 thùng dầu này nè là bao nhiêu dầu, 3 thùng dầu này là gì, bao nhiêu dầu, sau đó cộng lại thôi, đúng không? Đấy, vậy thì không cần phân tích nữa nhá, chúng ta sẽ tính luôn nhá. 2 thùng này, 1 thùng thì chứa bằng này, vậy thì giờ 2 thùng sẽ bao nhiêu? Rồi trong 3 thùng này thì có 1 thùng thì bằng này, vậy thì 3 thùng nó là bao nhiêu? Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ trả lời ý thứ nhất này. Số lít dầu có trong 2 thùng là. Được chưa? Hoặc là 2 thùng có số lít dầu là cũng được. Được chưa? Rồi. Số lít dầu có trong 2 thùng là. Đấy, ta sẽ lấy 1 thùng là 1450 nhân với số lượng thùng là nhân với gì? 2. Đấy, các em thực hiện phép nhân thôi. 1450 là nhân với 2. 0 x 2 là 0, 5 x 2 là 10, viết 0 nhớ 1.
4 × 2 = 8, nhớ 1 là 9 và 1 × 2 = 2. Vậy sẽ là 2.900 lít. Được chưa? 2.900 lít. Đó. Vậy thì hai thùng này sẽ chứa là gì? Tổng cộng đây là 2.900 lít rồi. Ta tính sang cái ba cái thùng tiếp theo nè. Số lít dầu có trong 3 thùng là, đó, nhiều em sẽ không có tinh ý chỗ này là chúng ta không biết đường nào làm nữa nhé. Đó, bây giờ sẽ lấy một thùng là 1350 nè. 1350 em nhân với gì? Nhân với số lượng thùng là 3 thùng. Rồi. 1350 nhân với 3. Rồi. 0 x 3 là 0. 5 x 3 15, viết 5 nhớ 1. 3 x 3 là 9, nhớ 1 là 10, viết 0 nhớ 1. 1 x 3 là 3, nhớ 1 là 4. Vậy thì 3 thùng đó sẽ chứa là 4050. Được chưa? Rồi sẽ là 4050 lít. Rồi vậy thì giờ chúng ta đã tính được cả rồi, thì sẽ tính được cửa hàng có số lít dầu thôi. Được chưa? Vậy chúng ta sẽ trả lời ý thứ ba là số lít dầu cửa hàng có gì? Có là, đấy, sẽ lấy số lít dầu của hai thùng 2.900 cộng với số lít dầu của mấy? 3 thùng 4050. À, chúng ta cộng cái tổng này. Hết giấy rồi. Đây, mình sẽ đóng khung cộng vào đây nhé. 2.900 này cộng với 4050. 4050. 0, 0 cộng 5 bằng 5, 9 cộng 0 là 9 và 2 cộng 4 là 6. Sẽ là mấy? 69550. Được chưa? 69550 lít. Đấy, vậy thì đây chính là đáp số mà chúng ta cần tìm thôi. Dễ như là ăn cháo đúng không? Vậy thì cửa hàng này sẽ có là 69550 lít gì? Lít dầu. Được chưa? Đấy. Sang bài cuối cùng, bài số 8 nào. Hết giấy, thầy lấy tờ giấy khác đi. Bài số 8 thì hỏi mình cái gì? Khoanh vào chữ đặt trước cái câu trả lời đúng nào. Họ cho nè: nếu ngày 25 tháng 4, đó, tháng 4 nha các em, là chủ nhật nè, là ngày chủ nhật nè, thì ngày 1 tháng 5, ngày 1 tháng 5 sẽ là ngày nào? Đúng không? Đấy, có đáp án A, B, C, D. Vậy thì cách mà chúng ta làm cái dạng toán này thầy hướng rất là nhiều rồi. Vậy giờ chúng ta sẽ liệt kê thôi. 25 tháng 4 này, 25 này, 26, 27, 28, 29, 30. Đó. Vì sao tháng 4 nó chỉ 30 ngày thôi nha, và sẽ đến ngày mùng 1 tháng 5. Được chưa? Vậy đây là ngày chủ nhật nè, sẽ là thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 và đây là thứ gì? Thứ 7. Được chưa? Vậy thì ngày 1 tháng 5 sẽ là ngày thứ gì? Thứ 7. Ta sẽ tìm đáp án thứ 7, ta khoanh thôi. Chính là đáp án gì? B. À, xong nhá. Rồi như vậy thì trong ít phút chúng ta đã thực hiện xong được cái tuần số 22. Và các em nhớ là đừng quên chia sẻ và giới thiệu kênh của chúng mình nha. Rồi, tạm biệt các em.